Xin chào các bạn ha. Các bạn hỏi là cái hộp mà do mình chế ra nè thì gà nó sang như thế nào. Thì bây giờ các bạn thấy cái hộp này mình có cắt 10 cái lỗ xung quanh đó thì đủ cho khoảng 10 con ăn một lần. Ở trên có cái nắp này ha, mở ra được rồi đổ thức ăn vào. Gà còn nhỏ cho nên mình để thức ăn ít thôi, còn gà lớn xíu mình để thức ăn nhiều chút. Thì bây giờ mình để vào các bạn xem nè. Đó, gà nó sẽ tự thò đầu vào đó là nó ăn. Các bạn thấy nè, khi một con ăn được rồi thì mấy con kia nó sẽ bắt chước, thấy không? Con bên đây đẩy qua, con bên kia đẩy lại thì là nó không có lật cái hộp này. Đó, có con nhảy lên trên luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ha. Mọi chi tiết xin liên hệ đến phòng số điện thoại 0977788536. Xin chào các bạn ha.